tháng 6, à, 1 tây tháng 8, ý 1 tây tháng 9 là gửi anh bánh mì. Với nó nghe, em lành á, em lành có làm sườn chay chiên á, gửi anh ha, đừng ăn trên đường đi làm nhiệm vụ nha. Rồi cảm ơn. Gì anh? Rồi cảm ơn mấy anh em nha, vui vẻ nha. Rồi đây quý vị ơi, trong lúc đại dịch này chỉ có cái nhóm của anh Sáu Giếng là đi phục vụ bà con đây nè. Trời ơi, đó chiếc xe đó quý vị, thấy quý vị khổ chưa. 1 cây tháng 9 2021 thì bên nhóm Tang Tế Sự Không Đồng cũng có liên kết với bên anh Sáu Giếng ở Quân Long và Gò Công để giúp cho bà con khi mà có người mất mà không có kinh phí đó, thì anh Sáu Giếng và các bạn để giúp cho bà con. Thì Phương Linh Mỹ Tho cũng đại diện em làm gửi cho anh Sáu hai hũ sườn chay, bánh mì thì của bên chị Sáu Tiến Vũ, để anh đi trên đường làm nhiệm vụ có để lót dạ. Phương Linh Mỹ Tho xin cảm ơn tất cả quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Xin cầu chúc cho tất cả bá gia bá tánh được bình an vượt qua cái đại dịch này.